Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đài Gaming. Và tiếp tục là trải nghiệm Season 19. Và ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một trong những nhân vật được mong chờ nhất của mùa online ở Season này. Đó chính là nhân vật Grow Lancer, hay Việt Nam mình còn gọi là Girler. Và tại sao em nói là được mong đợi đến như vậy? Thì thực ra là khi mình sẽ cung cấp trước một số thông tin cho anh em biết. Đó là Girler sau khi lên Season 19 thì em nó đã được làm lại toàn bộ skill. Và trong ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về dòng nhân vật GL đi theo dòng nhanh nhẹn. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đầu tiên đối với bảng C. Ở bảng C thì khi mà nhân vật GL của chúng ta lên Season 19 thì em nó đã được đổi tên thành Ascendant Lancer. Và cấp độ của em nó sẽ là 1600. Ở đây thì mình cũng đã lỡ ăn cho em nó 95 điểm hoa quả. Và như anh em cũng đã thấy là Attack Power của em nó, tức là sức tấn công, đã tăng lên đến 13.000. Và sức tấn công cao nhất sẽ là 13.750 với 8.416 sức mạnh tấn công tăng thêm. Ngoài ra lượng phòng thủ của em nó sẽ đạt được là 12.332. Và ở đây mình tăng rất là nhiều Agi, chỉ có cộng thêm là 494 điểm vào sức mạnh để mang vũ khí và 200 điểm vào năng lượng để có thể sử dụng skill buff. Còn lại hết bao nhiêu mình sẽ dồn hết vào nhanh nhẹn. Và lượng tốc độ đánh mình đạt được chắc chắn là max speed 273-273. Và đối với một lượng chỉ số như vậy thì GL em nó đang sở hữu những vật phẩm gì? Thì hiện tại em nó đang sử dụng một cái thương cộng 15 level 1400, đó chính là cái thương Apo nhé nhé. Và dòng cái thương này sẽ mang lại cho GL của chúng ta phần trăm combat power sẽ là 177%. Và sẽ là tăng đam theo mỗi level sẽ là 3 chấm. Ngoài ra mình sẽ sử dụng cho em nó một set thân Lightning Lancer cộng 15. Và sẽ thân này sẽ yêu cầu anh em đạt cấp độ 1500 mới có thể mang được. Và một trong những cái điều đặc biệt của GL Season 19 là bây giờ em nó đã có khiên rút. Ngày xưa thì anh em chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là sử dụng khiên socket trong quá trình đi PvP cũng như là đi trên. Còn những anh em nào mà không có điều kiện thì chúng ta sẽ sử dụng khiên excellent. Nhưng bây giờ anh em đã có thể thêm một sự lựa chọn mới, đó chính là khiên rút. Và khiên rút này sẽ mang lại cho GL của chúng ta lên đến 195 phòng thủ. Và dòng của em nó sẽ là dòng phản đam, dòng tăng đép cơ bản lên 3 chấm với mỗi level 20 và tăng thẳng cho chúng ta 330 máu. Nhưng có một lưu ý cho anh em là khi anh em sử dụng khiên rút thì anh em sẽ không có được cái dòng skill của vũ khí khiên, tức là skill phòng thủ, nên làm cho em nó không thể thủ khiên. Nếu như mà anh em đi dòng này thì khả năng là anh em thuộc dạng killer luôn, giết người, lao lên và chọc đối thủ, hoặc là anh em đi sau những nhân vật tăng cơ khác. Và một trong những vật phẩm mới nữa đó chính là cái áo choàng cấp 5. Khi mà áo choàng cấp 5 của GL sẽ mang lại cho em nó 2324 sức mạnh tấn công và 2737 sức phòng thủ. Và tỷ lệ phần trăm đam tăng thêm cũng như lượng đam hấp thụ đi sẽ vẫn là 70 và 73, giống như áo choàng cấp 4. Ở đây thì mình chưa có điều kiện để tạo cho em GL của chúng ta một cái áo choàng cấp 5 có dòng ngon một chút. Thì hiện tại em nó đang sử dụng là áo choàng với 7% hồi mana anh em ạ, khá là cùi bắp. Tuy vậy thì cái lượng đam của em nó gây ra là bao nhiêu và sức mạnh của em nó có bị giảm đi hay không, thì ngay bây giờ mình sẽ cùng với anh em đến với map David 3 để chúng ta sẽ cùng thử đam em nó. Rồi khi mà đến với thử đam thì mình sẽ bỏ con UR đi và chúng ta sẽ chuyển sang xoáy vàng để có một cái tép công bằng nhất so với các nhân vật còn lại. Và bây giờ khi mà chuyển sang sỏi vàng thì tốc độ tấn công vẫn là 273 nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ trải nghiệm với skill master 800 với nhanh nhẹn yêu cầu là 1470, mana tiêu thụ sẽ là 27, cột tím tiêu thụ sẽ là 17 và rank sử dụng là rank 6. Basic skill đam lên đến 614 lần nhé nhé, khá rất là lớn, nên mình nghĩ là nó sẽ có một cái lượng đam khá là nhiều đấy nhé. Bao nhiêu đám đây? 2.961. Khải gì vậy nhé? 2.961.000 đám. Xứng đáng top 1. Không nói nhiều, top 1 về khả năng gây đam. Trên một hit. Và anh em để ý này, 18 triệu đám trên một giây. Thậm chí có khi lên đến 19 triệu này nhé.
đó, 18.900, 18.500. Top 1, xin một tràng vỗ tay của anh em cũng như một like cho nhân vật GL của chúng ta được làm lại khi lên đến season 19. Quá là khủng khiếp anh em ạ. À, trời ơi, cái gì xảy ra vậy? 2.597.000. Và hồi nãy là mình thấy 2.961.000 và bây giờ là 2.957.000. Quá là khủng khiếp đi mà. Rồi 1 phút này vẫn hơn 18 triệu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho em nó sử dụng skill Master 5. Và hiện tại mình nói trước với anh em là nhân vật GL này của mình chưa mắc ping nha anh em, chưa khả mắc thẻ bài. Thẻ bài mới chỉ là thẻ bài cấp 1-2 thôi. Nào, chúng ta sẽ búp lại từ đầu. Đấm đi nào, skill Master 5. Bao nhiêu đam đây? 3.025 đam. Ui dồi ôi. Cái này chắc vào tường BC chắc nó đâm một phát quá anh em ơi. Cái này đi BC7 á, nó gặp tường BC chắc nó chọc một cái là tường BC bùm luôn. Quá là khủng khiếp. Và anh em nhìn tổng lượng đam trên một giây kìa, 22.700, 23.000. Top 1 tiếp tục trở lại là top 1 dành cho GL của chúng ta. Anh em nên thủ đô GL thôi anh em ơi. Nên thủ đô GL thôi anh em ạ. À, quá là khủng khiếp đi mà. 22.000 nhưng không thể thấp hơn được nữa. Mắc đam sẽ là 3.025.000. Đây là mắc đam so với nhân vật hiện tại của mình. Nếu như mà anh em ăn mắc hoa quả cũng như là mắc thẻ bài thì lượng đam này có thể lên đến 3.2 đến 3.3 nha anh em. Quá là khủng khiếp. Rồi tiếp tục. Chúng ta không thể cường là cái sự sung sướng này được anh em ạ. À, chúng ta sẽ đi đến về mặt cuối. Và bây giờ mình vẫn sẽ chuyển sang con UR cho em nó, để cho nó gọi là có sự công bằng giữa các nhân vật. Và chúng ta sẽ đi đến về mặt cuối. Ôi vãi cả nồi anh em ơi, cái gì vậy? Mình vừa đưa em nó đến với map cuối anh em ạ. À, và anh em thấy điều gì xảy ra không? Anh em nhìn nó đam quái kìa, đứng chơi quái luôn ạ. À, trời ơi, top 1 PVM tiếp tục anh em ạ. À, gây hiệu ứng cháy lửa. Tuy rằng là skill của GL sau khi được làm lại nó nằm ở rank 6, nhưng mà anh em hãy nhìn kìa. Anh em nhìn nó đâm kìa. Anh em nhìn nó chọc thương kìa. Bãi không kịp ra nhưng mà mỗi con chỉ dao động vào khoảng 1 đến 2 hit. Đâu, 2 đến 3 hit là chết chứ anh em. Anh em thấy không? Máu không kịp tụt luôn mà. Máu của nhân vật GL của chúng ta không kịp tụt luôn. Nghĩa là quái chứ kịp đúng vô người là chết rồi anh em ạ. Đấy, mới tụt được một tí này. Trời ơi, cái gì vậy? GL Season 19 Top 1 server, không nói nhiều. Đi trên quái mà đam ở trên 2 triệu, đi trên level mà đam ở trên 2 triệu như này thì kinh khủng hơn cả RF lần trước anh em ạ. À, còn chọc quá kinh đi anh em ơi. Chọc. Anh em nghe tiếng thôi nhé. Quái càng đông nó đâm càng khỏe. Trời ơi, quá là khủng khiếp. Rồi, để minh chứng cho việc con GL này của chúng ta chưa mắc thẻ bài thì bây giờ mình sẽ sâu bảng Master 5 đạt thẻ bài cho anh em thấy. Chắc chắn là không thể chết được rồi anh em ạ. Cứ thoải mái mà tại đam thẻ bài thôi. Đây, anh em có thể thấy thẻ bài hiện tại mình đang sử dụng là Oversting Obscuration. Và đây là skill mới của GL sau khi được làm lại. Và anh em để ý này, thẻ bài mới level 2 này, level 4 và level 0. Chứ thể mắc được nha anh em. Tiếp tục ở đây mình khảm crit đam. Mình đã khảm tầm 7 luôn anh em ạ. À, này, khảm đam
của Attack Power Win này có cộng 2 này, lời 2 thế này mới cộng 14 này. Em thấy không, cộng 14 này, cộng 14 này, phòng thủ 21 này, AG này mới cộng 1 này, cái này cộng 0 này anh em. Anh em thấy không, hiện tại là chưa mắc pin nha anh em. Tất cả các cái thẻ này của mình đã khảm tầm 7 tầm 3 hết, chưa phải là cách tăng biểu chuẩn. Nhưng mà anh em hãy nhìn cái lượng đam em nó đạt được, quá là khủng khiếp. Anh em để ý không, mình đang tăng tầm, mình đang tăng rất là sai lầm luôn. Attack power này, ở đây có một cái attack power loại 5 này, cộng 0 cộng có 16 này. Anh em thấy không, cộng có 16 này, chưa thuộc dạng mắc pin mà em nó đã có một đường sát thương khủng khiếp như vậy rồi. Trời ơi, quá là khủng khiếp đi anh em ơi. Chắc chắn mình sẽ phải làm riêng thêm một video khác khi mà GL chúng ta mắc thẻ bài anh em nhỉ. Thì chúng ta có thể xem thử, để nhưng mà mắc thẻ bài thì sức mạnh của em đọc cái ngưỡng cuối cùng của GL đạt được là bao nhiêu. Hiện tại nếu như cứ cái đa này mà đi về server chính ấy, và không bị nép, thì GL của chúng ta là một trong những đối thủ nặng ký cho cả PVM lẫn PVP. Anh em thấy đứng không? KDA 0.6 thuộc chàng hàng top 1 của nhân vật đi trên rồi anh em ạ. Và nó đấm quải rất là nhanh anh em. Chỉ có một cái thiệt thôi là chiếu của em nó chỉ ở rank 6 mà thôi. Anh em cảm thấy GL của chúng ta sau khi được làm lại với skill oversting chọc liên hoàn thương như này như nào anh em. Anh em đừng quên để lại cho mình bình luận về cảm xúc cũng như là cảm nghĩ của anh em nhá. Và trên đây cũng là một cái video ngắn của mình về nhân vật GL sau khi được làm lại ở season 19. Và hy vọng cái video này thì giúp được anh em có một cái hướng build cũng như sự lựa chọn khi mà anh em chơi GL, và cũng giúp được anh em có cái định hướng tốt hơn. Chứ GL nó sẽ không phế như hồi xưa đấy anh em ạ. Và anh em thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh để mình có động lực. Ngoài ra anh em cũng có thể ủng hộ cho mình bằng cách donate qua tài khoản Momo bằng cái mã QR đang hiện ở trên màn hình nha anh em. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.